Dạ, mến chào cô chú anh chị các bạn trở lại với kênh Nghĩa Phước Vlog. Nghĩa xin gửi lời chúc cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Hiện giờ Nghĩa đang có mặt tại chân cầu Cần Thơ, nhà của anh Ngọc chị My đây ạ. Thì những ngày trước Nghĩa cũng có những video về anh. Cái video về anh thì hôm nay Nghĩa quay trở lại thăm anh, thăm chị xem tình hình bệnh của chị như thế nào, cũng như là cuộc sống của chị những ngày này như thế ra sao cô chú anh chị các bạn. Anh đang làm đồ ăn. Chào anh. Em chào anh Ngọc. Khỏe anh? Sáng nấu đồ ăn sáng hả? Không, đợi. Miếng nồi thịt luôn. Anh ấy anh cho đó. Bạn cho đó hả? Anh gì anh quay em qua. Cho anh đó. Mua. Anh cho nồi là thịt có rượu hả anh? Rồi. Rồi ấy luộc một vịt. Thì cơm đó anh nấu hồi nào? Chiều qua. Hôm qua tới giờ luôn hả? Dạ. Là nồi cá kho đó là chiều qua ăn tới giờ chưa? Kia cá kho bữa trước. Trước. Là đi đập vớn hả? Rồi 2 ngày rồi. Bà mẹ bà đưa ra. Dạ. Thì cũng êm ha, có mấy anh em hỗ trợ cũng đỡ. Ủa rồi chị My đi đâu mình không? Em không thấy anh Ngọc. Về ngoại rồi. Sao bỏ về nữa rồi trời. Muốn về về là. Chỉ về hồi nào anh Ngọc? Về hồi giờ tối. Là hôm hả? Dạ. Lý do sao mà chỉ về? Muốn về suy nghĩ rồi về chơi là về chơi rồi. Nói sáng nay ra mà đâu có chưa có xe rước. Nhớ nhà về chỗ thăm ba mẹ. Rồi như tâm thần kinh nó căng á, muốn về là về à. Mới về sáng rồi đi ra nữa rồi đi về nữa. Mỗi lần mà chỉ đồ về chỉ có quậy không? Không, nó kêu mượn xe chở về rồi đó, không có la ó gì đó. Chỉ có nói đi là khi nào anh vô rước chị không cho anh? Có khi hồi sáng thì dặn có tiếng nữa đi vô rước. Đi vô rước rồi rước thấy có xe mượn xe đó. Em đi vô nước đi ra ngồi cái người chơi tới trưa rồi cái đòi về nữa. Vậy đi không đó. Ai nhắc về là đòi về hoài luôn vậy đó. Nói về nhà là rồi đi về tới nào cũng đi về cho tới 1 giờ khuya cũng đòi về. 1 giờ khuya đòi về rồi xe đâu đưa về? Rồi vậy. Rồi mất đi bộ vô chổng. Kêu gọi lấy xe đạp chở ra. Là chuẩn bị ăn sáng luôn hả Ngọc? Dạ. Ăn cơm nè, cá rồi ăn. Cá bà Vinh nè, tép nè. Đó cái là cá bóng hả ta? Cá bóng đó là một đồng cũng có luôn. Hai loại luôn, hai ba loại luôn. Hôm ngày tình hình sức khỏe của chị My sao anh Ngọc? Ổn rồi chứ? Đỡ đỡ hơn bữa trước, hai bữa trước. Sức dầu đó, không nói chuyện được rồi, xong rồi. Sức dầu chửi quá là chửi luôn à. Giờ tối gìm gìm đó sức cái đó. Còn quậy không sức vô còn quậy còn la chửi anh không? La quậy gì, la mình cũng gắng sức chứ làm sao giờ. Trời ơi. Như phần cái trời của anh đây nè, nhỏ hẹp đó, nó nóng quá đi. Hầm đổ mồ hôi mà anh sức dầu vô nó nóng rồi mà chỉ nó cự. Tối thôi. Tối, mát này kia rồi. Mà không chịu sức, nó sức đi cho hết, cho ho chứ cũng nói nó. Thôi em thấy ông sức có 2-3 lần mà em hết rớt ho nữa thấy không? Cũng nghe sức rồi cũng hơi cũng bớt la rồi. Rồi cũng hơi cũng còn la vậy đó. Bây giờ là chị nói chung là tiếng nói chị là nghe gõ gõ hơn mạnh hơn ha. Nghe gõ hơn. Như chị đi về ngoại gì đó anh ở đây mình có buồn không? Không buồn, không có nói rồi. Nói chuyện này kia cái gì gậy chọc nó cho nó nói chuyện cho nó khỏe đó. Thì đi ra rồi cũng rồi nó về đóng thôi nó rồi ra liền à. Khi giấc đó thì đâu có dám ra rước gì để cho nó ngủ đi. Cái về chồng thì chứ mà kia động nó rồi đưa ra đó. Nó rồi khuya cũng khuya nó khuya rồi ra làm chi. Mơi nó ra nó vụ này đó. Nó đòi hoài rồi về ra ngoài này hoài đó. Đây vô trong đó sao không anh? Ừ đây đi vô trong cũng khoảng tầm nửa cây số rồi.
trên đây mình gọi bộ ra cái đi ra ngoài máy sông á, cuối ngoài máy sông cuối đường lại nằm nhà bên nhà trái. Như vậy là nhà của chị My là cặp máy sông ở dưới chân cầu luôn. Ngay chùa đề mình đi vô thẳng vô. Mỗi hôm thì ở đây có hai người hôn thủy nói chuyện, hai vợ chồng buồn nhớ. Bình thường là chị My có nói chuyện với anh nhiều không? Bình thường cũng nói chuyện này kia rồi cũng ghẹo giọng nó cho nói chuyện đó. Dạ. Cũng ngồi ngồi nín tin à. Dạ. Sợ nó bị đường khỉ mất không. Dạ. Cũng ghẹo ghẹo nó cho nó nói chuyện. Vậy rồi nói chuyện rồi cái cũng hỏi đói bụng không ăn cơm. Rồi ăn cơm thì dọn ra ăn. Dọn ra một đống vậy cái ăn chừng nửa chén cơm, cũng tới nửa chén cơm nghỉ ăn. Vậy đó. Chắc chị ăn không nổi hay sao? Không biết, đó giờ ở nhà ngoài cũng ăn ít lắm. Khi nó ăn giặt tiết sáng nữa. Tự thức sớm rồi cái nấu mì ăn à. Nó bụng quá. Tự ra nấu mì ăn nên. Thì đến sáng ngủ mới thức dậy. Đứng có bạn lại xe mượn xe nó chạy ra rước nó. Nó dặn nó ra rước nó là nó cự á. Hồi chợ là nhập ở đây là một anh nhập lo hết. Nấu ăn, rửa bát, nhập đồ. Thằng ăn cơm, rồi như có thằng bạn đi làm vườn đó. Rửa xe ở đây rồi mượn xe nó chạy vô nước đó. Ủa đây vườn ở đâu anh Ngọc? Vườn của nó bên mép bên kia kìa. Rồi nó chạy lên đây rửa xe nè. Khi nó sợ để ngoài lộ đó rồi mắt. Rồi nó mà gửi qua đây gửi. Gửi cho anh Ngọc trong hộ này kia, anh Ngọc mượn qua nha. Đi rước chị My luôn. My chỉ dặn là chị về ngoài là một chút nữa là anh vô anh ra anh rút nữa đó, một tiếng khi nó ra chơi rồi nó dặn chừng nào ra rước nó thì là phải ra rước đó. Đây đó cái bữa này đi bộ cũng được mà bộ mà mình anh sợ chỉ đi mệt ha. Đi đâu nổi đâu. Dạ. Đi ra chút xíu là ngồi thở rồi hết rồi hay như lúc trước thì đi ra giấc trưa rồi ha đi. Dù chưa nắng thì cũng đi ra nó thôi mấy nhà đi mát mát rồi hay ra chơi không chịu cái nhà mà ngoài rồi buồn cái nhà ngoài cũng như ngoài vườn nó ngồi cái vườn hoài chơi như đó chứ không có đi đâu chứ ngồi tới ngồi lui rồi nó ăn bánh này kia đó hôm qua ra thì đấy nó ngồi nó ăn còn nó biết dữ mà bờ ho mà ăn chè rồi qua có nước cốt và ăn thơm ngon kinh rồi chị My rất thích Ngọc Anh ha. Dạ. Thật lâu lâu về nhà mà muốn ăn gì ba mẹ mua cho ăn thôi. Mua nó ăn được sệt thấy nó không có ho nó ăn vô nó ho dữ lắm ho. Dạ. Cũng ăn vậy đó. Anh Ngọc cho em hỏi là chị My gia đình chị My đông chị em anh em không anh Ngọc? Có anh Ngân ở nhà có anh Ngân nó là ghé Úc rồi. Dạ. Ghé một. Thôi giờ nhỏ chắc cũng được cưng chiều dữ lắm. Tại nhà có đứa gái một mà ai cũng thương cha mẹ cũng thương. Đấy. Ở đó bên công ty nó nói chuyện lo nó giác thức ăn. Thức ăn nó kêu xe vô là đậu lấy tài đó. Hồi trước mà chị My chỉ vô cái bệnh là chị cũng ưa mà một chỗ chết đi lại lắm anh. Đi ra chơi ngồi chỗ hoài nó không có đi đâu chứ hôm qua kêu ra trước đi ngồi đi cho nắng rồi nè cho nó khỏe ra là ra đi ngồi và đi một chỗ rồi xong tới giờ ăn có mưa đi đâu gần gần rồi hết toàn cái đi ra thôi chứ còn ngoài ra là không đi đâu chứ ngồi và khi nó thấy hết tiền á, hết tiền mua này kia đó,
đá rồi hút à. Cái bộ nó kêu đi về máy để ý nó là cái đi máy xin tiền 20-30 ngàn nữa đó, nó lên ra thì gà bỏ túi nó hỏi còn tiền không mua mua đồ ăn nè, à. Mua bánh trái thuốc hút rồi đó, rồi đưa 20-10 ngàn nữa. Tính ra chị cũng biết á, tiền nó để nó mua cho lại này kia á, nó ăn uống gì đâu, cho bộ á, chị nó mới vừa đi ra hôm qua, ra nó em xin tiền hoài vậy, cha mẹ cũng làm được khổ rồi xin hoài, khổ xin đi, hôm qua cũng xin 30 ngàn nữa, thì cũng bỏ trong cái giọng nữa. À, mỗi lần chị đi về mẹ chơi là như là chỉ biết mà anh hết tiền mua nước mua này kia chị mới xin về ngoại cho chiếu là xin ba mẹ 20-30 ngàn về đây để hai chồng mua nước mua bánh này kia. Chứ mỗi lúc trước là đâu có ít về đâu, thế còn tiền túi đó bắt cá cua nè bán được bỏ túi thì nó ít về. Vụ này trái mùa chắc cua chắc cũng ít ha. Không mưa. Em thấy nước mà nó cạn quá anh Ngọc, bữa nay cạn nhiều quá. Nó chảy xuống đây nè, nước sông thì nó phá cống mãi rồi, phá mấy đường cống cũng đỡ, không thôi để nước nó ngập, khỏi ngủ luôn. Nước nó ngập mà đó đó, mà đĩa không mà. Vậy mà lội mấy thằng kia lội nó thiệt hay ghê vậy, nó kéo cá mà không đĩa không đeo rồi mình để thay xuống chút xíu là nó bu nghè lèn hết trơn. Dạ, nó có hơi mình với động nước nữa đó. Dạ. Thôi à. Lúc ngoài kia là anh uống nước mưa dự trữ để dành xài. Có hai thùng này đó. Dạ. Mưa rồi cũng xài. Nước cơm này nấu nước lọc. Nước cơm cũng nấu nước lọc mình đó. Dạ. Hồi anh mới ra đây mấy tiếng xe rồi này kia anh quen không? Chắc cũng khó ngủ hả? Cũng hồi đó giờ cũng ngủ vòng vòng bên kia cũng nghe tiếng xe nguyên nguyên đó. Dạ. Thì có những đu xe cái chạy vòng vòng cũng ngủ bình thường à. Dạ. Cứ quen có thì ngủ khó ngủ lắm. Dạ. Chứ thôi à, nhưng giờ không ra đây là sợ cũng sợ ma đó, cũng sợ ma là chùm cái mền đó thấy không. Dạ. Chùm cái mền kích đầu kích chân là ngủ. Mà nào giờ anh có thấy ma ở đây lần nào chưa? Chưa mà nó giờ sợ mình sợ vậy thôi nghe, người ta kể này kia đó. Dạ. Thì mình sợ chứ không phải là gì. Dạ. Ừ, chết. Với vòng vòng em thấy cũng hoang vu quá trời, mấy cái vườn này người ta không có trồng cái gì gì, cây dây leo quá trời anh ha. Dạ, này là người quen mà. Khách quen của người ta rồi, người ta không ở đó, người ta để. Lâu lâu người ta mới lại lần anh hả? Mới lại luôn. Dạ. Với lại mình chắc đỡ mà đại mình ở thì là đất lợi mình nổi mà người ta thấy mình cũng hoàn cảnh gì chắc người ta cũng thông cảm thôi để cho mình ở sao nói gì coi coi con ở đây khách này con giữ khách gì luôn. Dạ. Cái này kia. Dạ. Cái đó đại mình không biết được đất là ai. Vậy anh ăn cơm đi. Dạ. Dạ.
Tại vì gọi là cái câu chuyện của Nghĩa với anh Ngọc thì hôm nay chị mới về ở trong nhà của chú anh chị. Anh Ngọc nay ở có một mình ngoài này thôi thì anh cũng buồn. Chắc có lẽ là trưa nay anh sẽ rước chị ra ở ngoài đây lại. Còn video của Nghĩa đến đây xin được kết thúc, xin gửi lời chào tạm biệt cô chú anh chị các bạn. Không quên cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi video của Nghĩa đến thời điểm này. Nghĩa xin chào tạm biệt. Bye bye.